Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mãi Bitcoin. Thì video này mình sẽ cập nhật lại ba cái dự án. Đó là dự án đầu tiên, đó là dự án là Clam Boy. Cái dự án Clam điểm Boy của dự án Revoy ở trên WeWeb 3 của sàn Binance. Và cập nhật tiếp theo đó là dự án thứ hai, đó là dự án là GRVT. Và dự án thứ ba đó là nền tảng Layer 3, đó, Unrob. Chết unrob của nền tảng Layer 3. Đấy, thì mình cập nhật lại thôi các bạn. Ok, thì đối với cái dự án đầu tiên, đó là hai tuần trước mình có hướng dẫn mọi người, đó là Clam điểm Boy của cái dự án là Revox ở trên WeWeb 3 của sàn Binance. Thì hiện tại thì cái unrob ở trên là WeWeb 3 của sàn Binance thì nó đã kết thúc rồi. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể là vào điểm danh, vào một cái trang web để điểm danh để nhận thêm điểm Boy ở trên WeWeb 3 của sàn Binance nha, đối với cái dự án Revo này. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn mọi người luôn. Thì đối với bạn nào biết rồi thôi nha, bạn nào trước đó đã điểm danh rồi thôi, còn bạn nào mà chưa điểm danh đó thì có thể là vào lại. Ok, thì bây giờ các bạn vào lại cái sàn Binance, trên app của sàn Binance. Thì trên app sàn Binance các bạn chọn qua một ví, rồi các bạn chọn qua WeWeb 3 nha, chọn qua một WeWeb 3. Thì trong một WeWeb 3 này các bạn chọn qua cái cho mình cái mục, đó là mục khám phá ở góc dưới bên tay phải của các bạn đấy. Đấy. Thì trong mục khám phá này thì các bạn chỗ cái dòng đó là được unrob đặc quyền rồi này nha, được unrob đặc quyền rồi này, các bạn nhấn vào dấu mũi tên đi qua giúp mình nha, nhấn vào dấu mũi tên chỗ được unrob đặc quyền này. Nhấn qua. Thì sau đó thì trong đây thì nó có rất là nhiều dự án, thì các bạn kéo xuống bên dưới giúp mình chỗ cái phần là dự án đã kết thúc đấy nha. Thì các bạn nhấn vào cái dự án Revo lại đó. Thì hiện tại thì điểm danh ở trên sàn Binance thì nó đã kết thúc rồi nha các bạn. Tuy nhiên thì nó có một cái đường link ở bên trong này để các bạn là điểm danh để nhận thêm điểm Boy đấy. Thì sau này thì hiện tại nó chưa phân bổ điểm Boy cho các bạn, với lại là phân bổ token cho các bạn đâu, mà khi nào nó kết thúc thì nó mới phân bổ về đây cho các bạn đấy. Thì ở trong phần chỗ phần đã kết thúc rồi này, các bạn sẽ thấy được cái dự án là Revox đấy, các bạn nhấn vào đấy. Thì trong cái Revox này thì các bạn đợi mình tí nha. Đấy, các bạn nhấn vào này thì nó sẽ hiện ra cái phần mà hôm trước chúng ta đã điểm danh ở trên là WeWeb 3 của sàn Binance. Thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn vào chữ là connect này. Đó, rồi các bạn connect lại cái ví trên WeWeb 3 của sàn Binance của các bạn thôi. Nó sẽ hiện ra chữ xin ký thì các bạn xin ký thôi. Đó. Sau đó thì ở phần đây thì điểm đây thì các bạn sẽ thấy được những cái điểm mà trước đó các bạn đã điểm danh trên đây nha. Thì đây là cái pool ở trên sàn Binance ăn chia là 200 triệu điểm Boy. Đó. Sau đó thì các bạn kéo xuống bên dưới một tí, các bạn kéo xuống cửa cái phần là My Task Reward này, thì các bạn nhìn ở phía bên dưới này, nó sẽ có cái đường link, đó là đường link đó là Emobon on Lensy nha. Cái dòng là Emobon on Lensy này là trên nền tảng Lensy đấy. Thì các bạn nhấn vào cái đường link này. Đó, thì nó sẽ dẫn các bạn đến cái đường cái DApp đó là lensy.reward.ai như thế này. Đó, thì trên trang này nha, thì các bạn nhấn vào chữ là connect này. Đó, sau đó thì các bạn xin ký lại trên ví của các bạn thôi. Đấy. Tiếp theo đó thì nó sẽ hiện ra cái số điểm Boy mà các bạn đã kiếm được trước đó ở trên ở bên là WeWeb 3 của sàn Binance, cái pool của 200 triệu bon đấy. Đó. Bây giờ các bạn chỉ cần tắt cái dòng thông báo đó thôi, hoặc là nhấn chữ got it này. Đó, thì trong cái phần này này thì các bạn làm hàng ngày, các bạn có thể điểm danh hàng ngày để kiếm credit. Thì các bạn nhìn ở phía bên góc trên ở tay phải của các bạn ấy, các bạn sẽ thấy được cái dòng thông báo là Clam Your Credit Daily này. Đó, daily có nghĩa là hàng ngày đấy. Thì các bạn có thể là nhấn vào cái dấu mũi tên đi xuống này. Các bạn sẽ thấy được cái phần là daily này, daily credit này, các bạn nhấn vào. Đó, thì các bạn sẽ thấy được hai dòng đó là daily credit. Thì các bạn nhấn vào chữ đó là Clam nha, Clam 20 credit. Thì ở đây khi mà các bạn Clam á thì các bạn cần phải trả phí gas ở trên mạng OpenBNB nha, mạng OpenBNB.
Hoặc là các bạn có thể là claim ở trên mạng trả gas bằng cái mạng lưới đó là Binance Smart Chain hoặc là mạng lưới ETH ở trên mạng lưới Liny. Nói chung thì trên ví của các bạn đang có phí gas ở mạng nào á thì các bạn nhấn vào đó để các bạn trả phí gas bằng mạng đó thôi nhé, để điểm danh hàng ngày. Ví dụ các bạn đang có bên mạng lưới Upbnb thì các bạn chọn là Upbnb, còn bạn nào mà có BNB ở trên mạng lưới BSC thì chọn là BSC, còn bạn nào mà đang có ETH sẵn ở trên Liny thì chọn là Liny để chúng ta trả phí gas thôi, điểm danh thôi. Đó, ví dụ mình có đang mạng Upbnb đi thì các bạn nhấn vào chữ claim 20 credit này. Đó, sau đó thì các bạn trả một ít phí gas BNB ở trên mạng lưới Upbnb thôi. Ok, thì đó là điểm danh hàng ngày nha. Đó, mỗi ngày các bạn sẽ được điểm danh thêm credit này. Sau khi các bạn điểm danh xong thì các bạn nhấn chữ God X. Đây có thời gian điểm danh cho các bạn luôn này nha. Thì còn khoảng là 7 giờ nha, 7 giờ sáng nó sẽ các bạn có thể điểm danh hàng ngày sau 7 giờ sáng. Đấy. Ở bên đây thì nó cho các bạn đó là bỏ tiền ra để mua boy. Bỏ tiền ra mua boy thì bỏ qua đi, chúng ta chỉ cần điểm danh thôi. Đó, sau khi điểm danh xong thì các bạn nhấn vào dấu mua tên, các bạn quay trở lại nè nha. Cái dấu mua tên bên góc tay trái, ở phía trên góc tay trái của các bạn quay trở lại. Ok, tiếp tục. Sau đó thì ở phần dưới là các bạn này. Ở phần ở các bạn nhìn ở phía bên dưới, các bạn sẽ thấy được ba cái dòng đó là Lency, Reward với lại là Profile. Thì các bạn nhấn qua cái mục đó, mục Reward nha, mục Reward để chúng ta làm nhiệm vụ. Thì trong cái mục Reward này các bạn sẽ thấy được cái điểm boy của các bạn ở trên đây. Đó. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới. Thì phía bên dưới này là phần điểm danh hàng ngày thì chúng ta đã điểm danh rồi nè. Tiếp theo đó là về cái phần đó là phần là lock một credit nha, lock một credit. Lock một credit thì các bạn nhấn vào nút go nè. Đó thì nó sẽ nhảy qua cái mục Lency lại cho các bạn thôi. Thì ở trên này thì các bạn kéo xuống. Ở xuống này thì các bạn ở cái bài quyết đầu tiên rồi này, các bạn nhấn vào cái dòng đó là analyze nha. Analyze này. Đó, các bạn nhấn vào. Thì sau đó thì các bạn có thể là đợi một tí. Sao cái này mắc quá vậy? Để mình xem thử còn cái nào rẻ hơn không nha. À mình lóc rồi các bạn ạ. À. Ok. Ok, nó trừ hồi nãy mình 20 mà mình lóc hai cái xong nó hiện ra là còn có 12 thôi các bạn ạ. À. Ok, thì ở bên mục Lenzi này này thì các bạn kéo xuống bên dưới nha, các bạn sẽ thấy được những bài quyết mà nó đã lóc này. Đây, những cái bài quyết mà nó bị khó này này thì nó sẽ có cái dòng đó là Annealing 4 credit, có nghĩa là các bạn phải bỏ 4 credit ra để các bạn lóc cái 4 credit để mở cái bài quyết đó. Đó, các bạn chỉ cần nhấn nút, các bạn nhấn một lần thôi nha, các bạn nhấn lại một lần thôi thì nó sẽ trừ cái bốn cái credit của các bạn đó. Thì sau đó thì các bạn chỉ cần nhấn qua chọn lại cái mục reward này. Đó thì trong cái mục reward này thì các bạn có thể là log lại web thử xem là cái này nó có cập nhật hay không nha. Tải lại này. Thì để tải lại web á thì các bạn chỉ cần nhấn vào dấu mũi ba dấu chấm ở phía góc trên bên tay phải của các bạn này, rồi sau đó thì các bạn nhấn vào chữ là tải lại này, reload lại trang này để xem nó cập nhật hay không nha. Ok, có nút claim rồi nè các bạn này. Đó, các bạn lock xong thì nó sẽ hiện ra nút claim cho các bạn. Đó, bây giờ các bạn chỉ cần claim thôi, claim được 100 credit này. Đó, nhấn vào nút claim này, đó là xong, hiện tốt màu quê như thế này là xong. Tiếp theo đó là Help Friend. Thì ở phần Friend này thì đây là tuyển red thôi các bạn. Thì red của các bạn, nếu mà các bạn điểm danh red của các bạn mà có điểm danh hàng ngày thì nó sẽ hiện lên nút claim cho các bạn thôi nha. Ok, tiếp theo đó thì ở phần User Credit for 3 day, có nghĩa là các bạn điểm danh 3 ngày nha. Nói chung là các bạn điểm danh 3 ngày thì nó sẽ hiện, trước đó mà các bạn đã điểm danh trên 3 ngày thì nó sẽ hiện lên nút claim cho các bạn thôi. Thì các bạn nhấn nút claim này. Đó, được 150 credit này. Tiếp theo đó là điểm danh 7 ngày này. Nếu mà các bạn đủ thì các bạn nó sẽ hiện ra nút claim cho các bạn thôi. Tiếp theo đó là 14 ngày này, điểm danh 14 ngày này. Hiện tại của mình còn thiếu 4 ngày này, mình sẽ điểm danh thêm 4 ngày thì mình sẽ được claim thêm là 500 điểm credit. Đấy, đây là điểm danh 30 ngày này.
điểm danh 60 ngày này. Còn phần là unlock token, ở phần này thì nó yêu cầu các bạn lock 3 bài quyết. Thì hồi nãy mình có lock 2 bài quyết rồi, thì để lock tiếp á, thì các bạn chỉ cần nhấn chọn vào cái mục đó là mục Lensi nè, rồi kéo xuống tìm cái bài quyết để các bạn lock lại thôi. Đây nè, những cái bài quyết mà nó chưa mở khó này, chỉ bỏ 4 crit ra, các bạn nhấn qua một lần thôi. Các bạn nhấn qua một lần rồi các bạn đợi cho nó lock lại thôi. Đó, nó lock lại như vậy là được nha. Lock lại xong thì các bạn chỉ cần quay trở lại cái mục reward này. Đây. Ở phần Anilock 3 Locker Token này này, hiện tại nó vẫn chưa cập nhật, thì các bạn chỉ cần lock lại thôi. Nhấn vào đây, nhấn vào chữ tải lại web này. Đó, sau đó các bạn kéo xuống bên dưới thì sẽ hiện ở nút Claim cho các bạn này. Đó, nhấn nút Claim thôi. Ở đây thì lock 10 bài quyết. Đây, cũng tương tự thôi. Đó, các bạn tìm bài quyết thì các bạn lock 10 bài. 14 x 10 40 thì 40 credit thôi. Đó. 40 credit thì các bạn claim lại là 150 credit lời rồi. Đây là một tương tự như là những bài quyết khác, như là 50. 50 lock 50 bài quyết. Mở 50 mở 100 bài quyết đây nha. Đó, hiện tại thì nó chỉ có điểm danh với lại là hoàn thành quest như vậy thôi, để kiếm thêm điểm boy thôi các bạn. Hiện tại nó chưa chúng ta cờ la mà nó không hiển thị trên đây các bạn ạ. Nó chưa hiển thị trên đây. Ok, thì các bạn cứ cờ la cờ rít thôi, để từ từ nó cập nhật thôi các bạn. Đây nè. Đây, nó có lịch sử nè. Ở phần là reward bond thì nó sẽ hiện trong lịch sử đây của các bạn nè. Đó, thì bạn nào rảnh thì cứ mỗi ngày các bạn vào điểm danh trả một ít phí gas thôi. Đó. Đó, sau đó thì bỏ credit ra để các bạn lock bài. Thì khi nào nó phân bổ về, khi nào mà nó có thông tin phân bổ về á, thì nó sẽ hiển thị bên đây cho các bạn này. Nó sẽ tự quy đổi, hay là chúng ta vào claim thì chưa rõ nha. Về thông tin anh drop thì cái điểm boy này nó quy đổi sang token reward hay là token gì mình chúng ta cũng chưa rõ. Thì sau này nếu mà họ có phân bổ về á, thì ở phần này nó sẽ chỗ trong phần lịch sử này, các bạn nhấn vào các bạn sẽ thấy được cái chỗ phần là đang phân phối gì đó, tương tự như là những cái dự án trước đó mà chúng ta đã làm thôi, sẽ hiển thị ở trong lịch sử này. Ok, thì đó là cái dự án kiếm điểm boy để điểm danh thêm, nhận thêm điểm boy của dự án reward ở trên VWS 3 của sàn Binance. Và tiếp theo đó thì về cái dự án GRVT thì mình sẽ cập nhật về cái dự án thứ hai, đó là GRVT. Thì dự án này cũng ra khá là lâu rồi. Thì hiện tại thì nó có một cái cập nhật, đó là nó sẽ chuẩn bị là mở là beta testnet vào ngày 5 tháng 8 tới đây nha. Vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Và nó sẽ có một cái pool, đó là 2,4 triệu token ZK của ZKSync dành cho là 30.000 người tester đầu tiên hay sao á nha. Đấy. Thì ngày 8 tháng 5 ngày 5 tháng 8 nó mới mở testnet luôn các bạn. Thì con này nó pool ở trên mạng lưới ZKSync nha. Đó. Thì về cái dự án ZK này thì trước đó mình đã hướng dẫn mọi người là đăng ký tài khoản để nhận bốc rồi. Thì bây giờ nếu mà trước đó bạn nào chưa tham gia vào cái dự án này thì vào lại cái đường link dưới phần mô tả video, rồi các bạn đăng ký qua các bạn đăng ký bằng email nha, chứ không có connect quý gì cả nha các bạn. Đối với cái dự án GRVT này thì các bạn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả video đấy, thì mình có thể là dẫn lại cái link red của mình. Thì mọi người nào mà muốn đăng ký với link red của mình thì cứ đăng ký nha, còn không thì xóa cái coi dàn sau đi đó. Rồi các bạn đăng ký bằng cái email của các bạn nha. Các bạn đăng ký rồi các bạn vào bên trong email của các bạn verify thôi là xong. Sau đó các bạn login vào, login bằng cái email của các bạn vào đây. Thì sau khi các bạn login vào xong á, thì ở bên mục là reward voucher này này, thì nó sẽ có hai mục nha, đó là ZK reward và lại là GRVT token. Đấy, thì trong này thì đây là cái pool là ZK reward. Thì ZK reward là cái pool là nó chuẩn bị mở dành cho tester đấy. Còn bên mục là GRVT reward thì đây là con token của cái dự án này luôn đấy. Thì về token này thì sau này họ sẽ launcher và các bạn có thể là có điểm boy. Cái bây giờ các bạn đăng ký thì khi mà các bạn có điểm boy thì sau này chúng ta sẽ nhận được là con token là GRVT đấy. Ok, thì ở đây mình sẽ nói sơ qua về cái nhiệm vụ một tí. Thì sau khi các bạn đăng ký xong á, các bạn login vào rồi ở bên mục ZK reward này, các bạn kéo xuống bên dưới giúp mình, các bạn kéo xuống bên dưới ở cái phần là task library này này,
ở phần Task Library này thì nó sẽ có những cái nhiệm vụ để các bạn làm này. Thì đầu tiên đó là Core Netitor này. Đối với đó là tuyển red thì các bạn cần phải có tuyển đủ 3 red thì nó các bạn sẽ nhận được đó là một ticket. Thì cái ticket này các bạn sẽ mở ra, nó sẽ random ra một cái box cho các bạn nha. Các bạn có thể là mở box uncommon hay là theo rank thôi các bạn ạ. Nó mở hên xui thôi các bạn, các bạn mở hên xui thôi. Ví dụ các bạn sau khi các bạn có một ticket xong á thì các bạn mở box ra, mở box ra nó sẽ có cái rank đó là rank common hay là rank ray hoặc là legendary gì đó. Đấy. Thì ở đó trước đó mình có mở ra được cái rank ray nha, rank ray cũng hên được mở được cái rank ray đó. Ok, thì cái task tiếp theo đó là thì task này task tiền red, nếu mà các bạn không tiền red thì có thể là bỏ qua nha, bỏ qua. Còn cái task tiếp theo đó là nhận các bạn chỉ cần là connect tài khoản Twitter, các bạn nhấn nút connect tài khoản Twitter của bạn vào thôi thì các bạn sẽ nhận được là một ticket. Đó. Để tiếp tục đó là follow, thì follow Twitter của GRBT thì các bạn chỉ cần nhấn nút follow rồi các bạn follow trang Twitter của họ thôi. Follow xong thì các bạn sẽ nhận được đó là hai ticket. Đấy. Còn về cái phần đó là connect ví này thì các bạn thì nó chỉ dành cho các bạn lưới này. Về cái connect ví này các bạn không cần connect đâu nha. Thì ở đây dành cho bạn nào mà muốn connect này. Thì để đủ điều kiện nhận từ 2 đến 10 ticket ở cái nhiệm vụ connect ví này đó là nó yêu cầu các bạn là ví của các bạn đã từng nha. Đã từng là gửi nha. Gửi trên 1.000 nha. Gửi trên 1.000 đô nha, gửi trên 1.000 đô lên sàn Binance này nha, gửi trên 1.000 đô trên sàn Binance. Có nghĩa là cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn ấy đã từng gửi trên 1.000 đô lên sàn Binance hoặc là sàn Bybit từ ngày 21 tháng 11 năm 2003 cho đến là trong khoảng thời gian đó là từ đến ngày 21 tháng 2 năm 2024. Thì hiện tại thì rất là lâu rồi nha, 21 tháng 2. Kiểu như là trong, nói chung là trong cái khoảng thời gian đó là 21, ngày 21 tháng 11 năm 2023 cho đến là ngày 21 tháng 2 năm 2024. Ví MetaMask của các bạn đã từng gửi là với cái số tiền là trên 1.000 đô lên sàn Binance hoặc là sàn Bybit gì đó. Thì các bạn đủ điều kiện là nhận từ 2 đến 10 ticket nha. Nếu mà các bạn gửi từ 1.000 đô cho đến là 50.000 đô thì các bạn sẽ nhận được là 2 ticket. Còn gửi từ 50.000 đô đến 500.000 đô thì các bạn sẽ nhận được đó là 5 ticket. Còn các bạn gửi lớn hơn là 500.000 đô thì các bạn sẽ nhận được là 10 ticket. Đấy. Nếu mà các bạn đủ điều kiện, nếu mà các bạn thấy cái địa chỉ ví mà các bạn đã từng là gửi trên 1.000 đô lên sàn Binance hay là sàn Bybit gì đó thì các bạn có thể là connect ví để nó cập nhật cho các bạn thôi. Đó. Ở đây thì mình không đủ điều kiện nha. Ok, thì đây là connect ví để nhận ticket thôi các bạn chứ không có làm gì cả. Còn không thì các bạn bỏ qua nha. Các bạn không có nạp lên sàn Binance trên 1.000 đô thì các bạn bỏ qua, khỏi khỏi net không được. Tiếp theo đó là join vào kênh Discord. Thì ở đây thì các bạn chỉ cần nhấn vào join Discord thôi nha. Nhấn vào chỗ cái dòng là GRBT Discord server này. Các bạn nhấn vào thì nó sẽ dẫn các bạn đến trang Discord của dự án thôi. Sau đó các bạn join vào nha. Join vào. Join vào xong thì các bạn quay trở lại đây, các bạn connect Discord của các bạn. Sau đó thì các bạn confirm nhấn don thôi. Claim rồi nha. Claim 2 ticket. Đó. Tiếp theo đó là cũng là invite nha, cũng là invite, thì invite hai bạn bè mới thì các bạn sẽ nhận được là 10 ticket cho hiện tại ngày 27 tháng 6. Ngày 27 tháng 6 thì như là số lượng lời mời của bạn sẽ bắt đầu sau. Ok, thì sau ngày 27 tháng 6 thì nếu mà các bạn mời thêm hai bạn bè mới thì các bạn sẽ nhận được là 10 ticket. Thì mời bạn bè, link mời bạn bè thì các bạn có thể là kéo lên trên này. Các bạn kéo lên trên ở cái phần điểm của các bạn này, các bạn sẽ thấy được nút chia sẻ này. Các bạn sẽ thấy được cái invite code của các bạn này, đó. Các bạn nhấn vào chữ copy link, còn không thì các bạn qua cái mục đó là GRBT reward này. Thì bên cái mục GRBT reward các bạn chọn cái mục GRBT reward thì các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn sẽ thấy được cái link red của các bạn thôi. Đây. Các bạn nhấn nút sell thì nó sẽ tự động copy lại cái link red của các bạn thôi nha. Nhấn nút sell thì nó sẽ tự động copy lại cái link red của các bạn. Đấy. Ok, thì quay trở lại với cái mục ZK reward này, thì sau khi các bạn làm những một số nhiệm vụ này đã có ticket rồi á thì các bạn nhìn ở phía bên đây này nha.
các bạn nhìn ở phía là My Box Inventory này thì nó sẽ có nút là Open nha, nó sẽ có cái nút là Open này nha, sẽ có nút là Open hay là nút nút Release á, nút Release có nghĩa là nút mở box ra các bạn ạ, nha. Thì các bạn nếu mà các bạn có 10 ticket thì các bạn sẽ được mở 10 lần box đấy, thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ là Release thôi, đây, đây nè, đây, nha. Sau khi các bạn có ticket á, thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ là Reveal này để nó mở box ra cho các bạn. Thì khi mà nó mở box thì nó sẽ mở hơn xuôi ra là Run Common hay là Run Ray hay là Run Gallery gì đó. Đấy. Thì nó sẽ hiển thị trên đây cho các bạn thôi. Đó nha. Còn về phần Upgrade và là Open thì hiện tại nó chưa mở đâu các bạn. Đấy. Hiện tại chỉ nhận box thôi. Một các bạn mở box thôi. Ok. Hiện tại là Common Zone hết. Ok. Thì giờ khi nào mà nó ra mắt Testnet thì mình sẽ cập nhật sau các bạn. Nha. Thì về Testnet là hình như là nó chỉ dành cho 30.000 người đầu tiên thôi các bạn. 30.000 người mà chia cho 2,4 triệu token ZK thì đâu đó khoảng là mỗi người chỉ nhận được khoảng là 80 token ZK thôi. Nếu mà may mắn trúng. Đấy. Ok, tiếp theo đó là cái dự án thứ ba. Mình sẽ cập nhật cái dự án thứ ba đó là nền tảng Layer 3. Thì nền tảng Layer 3 khá là quen thuộc của anh em rồi. Thì nền tảng Layer 3 thì hiện tại đã cho các bạn đó là Chat Unrop Token L3. Đấy. Thì về điều kiện nha, về điều kiện mình máy quý của mình thì mình không đủ điều kiện hết. Không biết anh em có đủ điều kiện hay không. Ok, thì về cái điều kiện để nhận token L3 này thì các bạn cần phải là có lịch sử hoạt động ở trên nền tảng Layer 3 này. Đấy. Tiếp theo đó là Kobe nha, là min những cái NFT Kobe đấy. Tiếp theo đó là cấp độ của các bạn với lại là số lượng nhiệm vụ mà các bạn đã hoàn thành ở trên nền tảng của họ. Tiếp theo đó là tham gia nhất quán và thành tích và GM hàng ngày, nghĩa là điểm danh GM hàng ngày đấy. Đợi mình tới. Đây, GM có nghĩa là ở bên một ở trang chủ của họ này, thì các bạn kéo xuống bên dưới ở nhìn phía bên đây các bạn sẽ thấy được chữ GM này, có nghĩa là đi điểm danh hàng ngày đó. Đó, nhấn vào chữ GM đấy. Đó là GM nha. Tiếp theo đó là cầu nối khối lượng hoán đổi, có nghĩa là dành cho những anh em nào mà sử dụng cây cầu ở trên nha, cây cầu của họ nha, trực tiếp ở trên layer 3 nha, hoặc là swap trực tiếp ở trên layer 3, một tray này, có nghĩa là một swap. Đó. Thì đó là điều kiện. Điều kiện tiếp theo thì nó để đủ điều kiện cho người dùng sớm và phân phối này. Thì các bạn cần phải có ít nhất đó là 50 NFT Kobe nha, có nghĩa là các bạn đã từng là min NFT Kobe là trên 50 cái trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. Đó thì các bạn mới đủ điều kiện. Đấy. Và tiếp theo đó là về session 2 thì đó là session 1. Còn về session 2 này thì để đủ điều kiện tham gia sang phân phối session 2 thì các bạn cần phải đúc NFT là Trident gắn liền với linh hồn trước ngày 22 tháng 7 năm 2024. Đấy. Còn về cái phần Session 3, hiện tại thì Session 3 nó chưa ra mắt nha. Đây, thì trên nền tảng Layer 3 thì nó sẽ có phần là Unwrap 1 và là Unwrap 2. Tuy nhiên thì hiện tại nó đã snapshot hết rồi các bạn. Tuy nhiên thì mình không có đủ điều kiện. Ok, thì để check thì trước đó bạn nào mà xuyên min NFT Kobe ở trên cái nền tảng Layer 3 này thì các bạn có thể là vào đường link dưới phần mô tả video, đó là unlivable.layer3foundation.org. Rồi sau đó các bạn chỉ cần là copy cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn qua thôi. Các bạn không cần connect ví đâu, mà các bạn chỉ cần là copy lại cái địa chỉ ví MetaMask mà các bạn đã trước đó các bạn đã tham gia vào nền tảng Layer 3 đó, dán vào rồi các bạn nhấn nút check. Đấy. Nếu mà đủ điều kiện á, nếu mà cái địa chỉ ví của các bạn đủ điều kiện thì nó sẽ hiển thị ra số lượng token mà các bạn nhận được. Còn nếu mà nó hiện ra như mình này, sorry you are not livable, có nghĩa là địa chỉ ví của các bạn không đủ điều kiện nha. Mình sử dụng 3 địa chỉ ví mà không có cái ví nào đủ điều kiện cả, mình tạch hết các bạn ạ. Ok, thì ở đây thì nếu mà các bạn nào trúng thì chúc mừng các bạn nha. Đấy. Bạn nào mà sử dụng nhiều ví mà có tương tác nhiều ví thì nhấn chat nhiều ví thôi. Đó, dán nhiều địa chỉ ví các bạn vào các bạn chat. Hiện tại thì các bạn chỉ cần hiện tại nó chỉ cho các bạn chat thôi chứ chưa cho cờ lam nha. Nó chưa cho các bạn cờ lam đâu. Đây này,
Climb vẫn chưa có nha. Còn về lịch trình Climb thì nó sẽ thông báo vào những ngày tới này. Đó, khi nào Climb thì mình sẽ thông báo sau ở trên kênh Telegram cho mọi người, để mọi người vào Climb. Đấy, dành cho anh em nào mà đủ điều kiện. Ok, thì như vậy là cái video mình cập nhật lại ba cái dự án thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.